Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Ia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, khiến 4 người thiệt mạng. Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, do vị trí xảy ra tai nạn vắng người nên chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút tại đường liên xã Ia Lâu đi xã Ia Ga, đoạn qua thôn Bác Bó, Ia Lâu, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe mô tô đi ngược chiều. Vị trí xảy ra tai nạn cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Lâu khoảng 400m. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm Rơ Ma Tin, 17 tuổi, Rơ Ma Tuen, 22 tuổi và Siêu Ngư, 18 tuổi, cùng ngụ làng Tu, xã Ia Lâu. Còn Nay Kéo, 13 tuổi, ngụ làng Tu 2, xã Ia Ga, được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, khiến 9 người thương vong. Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai gồm: tài xế xe 16 chỗ Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, và anh Nguyễn Xuân Khang, sinh năm 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận, tử vong trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn Thị Liên, sinh năm 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận, tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn giữa xe khách Thành Bưởi và xe ô tô 16 chỗ Hải Đăng xảy ra vào lúc rạng sáng 30 tháng 9. Nguyên nhân ban đầu được xác định không khỏi khiến nhiều người phẫn nộ. Bước đầu, cơ quan chức năng thông tin do tài xế xe khách Thành Bưởi đã vượt ẩu, không đảm bảo khoảng cách dẫn đến tông vào xe ô tô 16 chỗ khiến 9 người thương vong. Trước khi tông vào ô tô 16 chỗ khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương, xe Thành Bưởi cũng đã xảy ra va chạm với một xe tải. Cơ quan chức năng cho biết, tài xế xe khách Thành Bưởi được xác định là Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đến công an huyện Định Quán đầu thú. Hiện tại, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe trên. Trước đó, Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách Thành Bưởi biển kiểm soát 50F00483, chở theo 32 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến khu vực xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tài xế Hoàng Văn Tính cho xe vượt bên trái va chạm với xe tải biển kiểm soát 60C34513 lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó lao qua phần đường ngược lại và đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B01575 do anh Nguyễn Văn Cảnh, 33 tuổi, quê Bình Thuận điều khiển. Hậu quả 4 người chết gồm Nguyễn Văn Cảnh là tài xế xe 16 chỗ, 33 tuổi, quê Bình Thuận; Nguyễn Xuân Khang, 17 tuổi, ngụ xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Anh Tuấn, 47 tuổi, ngụ xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Đoàn Thị Liên, 59 tuổi, xã Mê Bu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Còn lại 5 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Mặc dù giao thông vào lúc rạng sáng thường khá là vắng vẻ do ít phương tiện giao thông di chuyển trên đường, vì đây là giờ nghỉ ngơi của mọi người nên nhiều tài xế tham gia giao thông vào các khung giờ này lại chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu, dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra như vụ tài xế xe khách vượt ẩu rồi đâm vào xe 16 chỗ trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đồng Nai vào rạng sáng ngày 30 tháng 9. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 nạn nhân câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, bao gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo ngoại binh Paulo Oliveira đã được tìm ra. Cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử nạn là do lái xe tải vượt ẩu, tông vào đuôi xe con của câu lạc bộ. Cụ thể, tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô tải không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại khoản 2, điều 14 của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Về diễn biến vụ tai nạn, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8, tại km 1646+500, thôn Tạo Cho, xã Ia Rú, huyện Chư Bư, ô tô tải 81H02760 do ông Đinh Tiến Bình điều khiển hướng Đắk Lắk đi Gia Lai vượt xe ô tô con 81A00470 của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai chạy cùng chiều và xảy ra va chạm.
Cụ thể, trong quá trình vượt xe thì phát hiện có xe đi ngược chiều, nên lái xe Đinh Tiến Bình đánh lái sang phải, thì va chạm phía sau bên trái xe ô tô con, khiến chiếc xe ô tô con mất lái và tông thẳng vào đầu xe ô tô tải 47C26306 chạy hướng ngược lại, khiến xe ô tô con bị kẹp giữa hai đầu hai xe tải. Sáng 13 tháng 8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn xảy ra tại xã Ia Rú, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai và phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả. Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Khuất Việt Hùng đã có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bư với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai, Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bư. Báo cáo đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Thượng tá Phan Văn Mạnh, trưởng Công an huyện Chư Bư, Gia Lai cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú huyện Chư Bư điều khiển xe 81H02760 vượt ẩu gây tai nạn. Tối 29 tháng 9, người dân tại nhiều địa phương trên cả nước háo hức cùng nhau đổ ra đường để tham gia các hoạt động có trong Tết Trung Thu truyền thống. Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của nhiều người trong dịp lễ Trung Thu vẫn chưa tốt. Nhiều người vẫn ngang nhiên lách luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, camera hành trình đã vừa ghi lại được khoảnh khắc va chạm giao thông kinh hoàng giữa hai xe máy chạy ngược chiều nhau. Đáng chú ý, cả hai phương tiện xảy ra va chạm đều vi phạm những lỗi giao thông cơ bản về việc chở quá số người theo quy định. Cú va chạm mạnh đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người thương vong. Cụ thể, vào tối Trung Thu ngày 29 tháng 9, tại km 60 800 trên tuyến quốc lộ 2 Hà Giang, Tuyên Quang, địa phận tổ 5 thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đi ngược chiều nhau. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy mang biển kiểm soát 23H1343XX chưa xác định người điều khiển, chở theo hai người ngồi sau, đâm trực diện vào xe máy biển số 23G1152XX chưa xác định người điều khiển, chở theo hai người. Cú va chạm giao thông trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi khiến hai người tử vong tại chỗ, một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang. Hiện tại vẫn còn 3 người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Theo xác định ban đầu, tất cả nạn nhân đều ở Hà Giang. Cụ thể, thông tin các nạn nhân có tên viết tắt bao gồm TVP, sinh năm 2000, trú tại huyện Xín Mần, tử vong tại chỗ. NVB, sinh năm 2010, trú tại huyện Bắc Quang, tử vong tại chỗ. MVK, trú tại Bắc Quang, bị thương. LVT, sinh năm 2009, trú tại huyện Bắc Quang, tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện. SVS, trú tại huyện Xín Mần, bị thương. VVT, trú tại huyện Xín Mần, bị thương. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Bắc Quang chủ trì khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.